Chào mọi người, hôm nay con sẽ làm bánh mì mây. Thành phần nguyên liệu gồm có 1,5 muỗng cà phê nước cốt chanh, 4 muỗng cà phê đường, 3 lòng trắng trứng với 2 muỗng cà phê bột bắp hoặc là bột mì tinh với giấy lót cho bánh không dính lò nướng với tô bự với máy đánh trứng, cả hai lật khô với sạch cho bánh không bị hư. Đầu tiên ta để 3 lòng trắng trứng vô, rồi để nước cốt chanh vô, rồi xài máy đánh trứng tới chín trứng làm màu trắng. Rồi cộng đường vô, cuộn cộng nửa của cái đường vô, đừng cộng cái hết vô. Rồi chừng nào phần số 1 vô rồi là cộng phần là cộng cái hết đường kia vô. Chừng nào trứng là ở qua với không đổ ra thì là xong rồi, với cộng bọt được rồi, rồi cộng bọt nếu mà xong rồi với cái trứng. Rồi múc vô về làm bánh. Làm cái bánh. Rồi làm giống bánh nhất. Cho bánh mì nhìn giống vậy nhưng mà nở hơn. Xài air fryer thì là nướng ở 285 độ F là 140 độ C cho 20 tới 25 phút. Nếu mà xài lò nướng oven thì là 25 phút 300 độ F là 150 độ C. No.
Chừng nào nướng xong là để cho nó 5 phút cho bánh không xẹp. Bánh hơi bị xẹp tí xíu. Wow. Con sẽ thử. Thì có bánh ngon lắm, mềm. Đi làm gì đó đi. Đi ăn viên bánh hả? Không bỏ vô miệng, cứ ăn đi. Bỏ miệng đi. Đi ăn thử coi ngon không? Bánh mì mẹ làm ngon không? Ngon purple. Ừ. Màu gì? Hai màu purple. Ừ. Màu xanh liu.